Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoài được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì, vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì. Vì chưng không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con trong các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con cái chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, hôm nay tất cả chúng ta hiệp dâng thánh lễ kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam, là những vị đã tắm gội mảnh đất yêu thương này bằng chính máu đào của lòng mến mà các ngài đã dành trọn vẹn cho Đức Kitô cũng như cho giáo hội. Và hôm nay cũng là dịp hành hương bế mạc năm thánh của cả giáo hội Việt Nam. Cách đây 30 năm, 117 vị anh hùng tử đạo tại Việt Nam đã được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tuyên phong hiển thánh trong một thánh lễ rất trọng thể tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma. Và mở đầu thánh lễ hôm đó, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mời gọi cộng đoàn hồi tâm suy nghĩ và kiểm nghiệm về lòng mến mà mỗi người đã dành cho Thiên Chúa, cũng như các vị tử đạo đã dùng chính đời sống của mình để minh chứng cho niềm tin và lòng mến của các ngài nơi Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô đấng cứu chuộc chúng ta. Trình thuật tin mừng Matthew ngày hôm nay nhắc cho chúng ta nhớ tới những lời Đức Giêsu đã báo cho các môn đệ mình về những cuộc bách hại mà họ sẽ phải chịu. Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy, để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Vâng, Đức Giêsu đã nói một cách hết sức thẳng thắn và rõ ràng, chuẩn bị cho các môn đệ đón nhận một điều tồi tệ nhất: vì danh thầy anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Tuy nhiên, Đức Giêsu đã không để các môn đệ của mình vô phương bảo vệ trước những cơn bách hại lớn lao đó, vì chính người cũng đã hứa rằng khi người ta nộp anh em đừng lo phải nói gì, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Đó là thần khí thánh và là thần khí sự thật, người sẽ là sức mạnh cho sự yếu đuối mỏng giòn của anh em. Với sức mạnh của người, anh em sẽ nên chứng tá cho thầy trước mặt tất cả mọi người. Và đã xảy ra như thế thời các tông đồ, điều ấy cũng lặp lại trong các thời đại khác nhau trong lịch sử, ở nhiều lúc cũng như tại nhiều điểm khác nhau. Cũng đã xảy ra như thế vào những thời kỳ bách hại tôn giáo nhắm đến các Kitô hữu Việt Nam, cách riêng trên mảnh đất quê hương Bùi Chu thân yêu chúng ta và tại chính miền đất quần phương hào hùng này. Nhờ vững tin vào lời Chúa và đầy sức mạnh của Thánh Thần, các thánh đã can đảm tuyên xưng đức tin và sẵn sàng hy sinh đến giọt máu cuối cùng. Tin mừng Matthew cũng nhắc đến lời dạy của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ: phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ
thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người đó trước mặt Cha Thầy đấng ngự trên trời. Vâng, nhờ sức mạnh của Thánh Thần và nhờ sự khôn ngoan của Thần Chân Lý, cho nên các Thánh đã có những lời đối đáp rất khôn ngoan, đồng thời cũng là rất can đảm để trả lời cho các vua quan đã bắt bớ bách hại các ngài. Như Thánh Andre Kim Thông đã đáp lại vị quan tỉnh rằng: Thánh giá tôi kính thờ, tôi dẫm lên sao được, thà tôi bị lưu đày và phải chết vì Chúa, chứ tôi không bao giờ chối đạo. Hoặc Thánh Tia Phân Nô Ven cũng đã nói rằng: Tôi đã suốt đời giảng về đạo thập giá, nay tôi lại đạp lên thập giá thế nào được. Tôi thiết nghĩ sự sống đời này đâu quý hóa đến độ tôi phải bỏ đạo mà mua. Không có gì có thể làm mờ mắt mờ lương tâm các ngài. Các ngài một lòng trung kiên với Chúa Kitô, một lòng trung thành với đức tin tông truyền của Hội Thánh. Dù được hứa nhiều chức tước, bổng lộc, tiền bạc, nhưng các ngài sẵn sàng hy sinh tất cả, thà chịu chết, thà chịu khổ, còn hơn được hưởng những bổng lộc đó. Cha Thánh Phêrô Lê Bảo Tịnh cũng đã trả lời rằng: Thân xác tôi ở trong tay quan, quan muốn làm khổ thế nào tùy ý, nhưng linh hồn tôi là của Chúa, không có gì khiến tôi hy sinh nó được. Và tại chính miền quần phương thân yêu của chúng ta có hai vị thánh, đó là Cha Thánh Bernardo Vũ Văn Duệ và Cha Thánh Giuse Ngô Duy Hiển. Khi quân lính dẫn Cha Bernardo Vũ Văn Duệ đến quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh, ông này cho đặt tấm ảnh Chúa trên đất và nói rằng: Ông lão cứ bước qua tấm ảnh đi, ta sẽ tha cho về. Nhưng Cha Duệ đã can đảm đáp lại: Xin quan lớn đừng bảo tôi làm như thế, dù thế nào tôi chẳng thể vâng lời quan được. Dù bị các quan tra tấn rất dã man, hay dùng lời ngọt ngào dụ dỗ bỏ đạo, Cha Giuse Ngô Duy Hiển cũng đã can đảm trả lời: Tôi đã già chẳng sống được bao lâu nữa, tôi sẵn sàng chết vì đấng đã chết cho tôi. Những bài học rất can đảm này soi sáng cho cuộc đời của mỗi người chúng ta, là con cháu các thánh tử đạo, là những người còn đang sống và làm chứng đức tin vào Đức Giêsu Kitô trên hành trình dương thế này. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, là người Công giáo Việt Nam, chắc chắn mỗi khi đọc lại tiểu sử của các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta đều cảm thấy một dòng máu hào hùng trào dâng trong huyết quản chúng ta. Bị cuốn hút bởi cuộc sống và cái chết cao đẹp anh dũng của các ngài, có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng đã ao ước được như các ngài, đó là biết sống cao đẹp đồng thời chết anh dũng. Làm sao chúng ta có thể có được cái chết anh dũng như các thánh tử đạo được? Ngày nay đâu còn cảnh cấm đạo, bắt đạo, giết người có đạo như thời vua quan ngày xưa. Chúng ta chỉ còn một cách bắt chước noi gương các vị tiền nhân anh hùng, đó là sống vì đạo, giữ vững niềm tin, kiên cường sống đúng theo lương tâm của người Công giáo. Để trung thành với Chúa, với phúc âm trong bối cảnh xã hội ngày nay, chúng ta cũng phải lựa chọn một cách quyết liệt. Những lựa chọn đó làm cho chúng ta đau đớn không kém gì những khổ hình. Chúng ta chết mòn mỏi mỗi ngày trong những chiến đấu, những từ bỏ hy sinh đớn đau. Sống tin mừng trong thời đại mới cũng là một cuộc tử đạo liên tục mà Đức Kitô và Hội Thánh mời gọi mỗi người chúng ta. Và sống vì đạo như thế cũng rất cao đẹp và anh hùng, không kém gì chết vì đạo. Sống vì đạo như thế, chúng ta cũng góp phần làm chứng nhân cho Chúa, cho tin mừng, không kém gì các bậc cha ông chúng ta. Và trong niềm vui kính mừng trọng thể các thánh tử đạo cùng với cả giáo hội Việt Nam trong ngày bế mạc năm thánh hôm nay, chúng ta cũng mượn lời thánh thi trong kinh thần vụ để ca ngợi tạ ơn Thiên Chúa. Máu hồng tử đạo thắm quê hương, bi đát làm sao những đoạn trường, các thánh Việt Nam cam hứng chịu, giờ đây công phúc được tuyên dương. Một lòng son sắt không nao núng,
giữ vững niềm tin trước cực hình, mạng sống an toàn đâu xá kể, tiền tài danh vọng dám hy sinh. Chúng con nơi trần thế xin hợp tiếng hoan ca kính mừng quý chư thánh từ đạo tại Việt Nam. Suốt gần ba thế kỷ gian khổ chẳng nề hà, nay chiều thiên rực rỡ tỏa chiếu khắp sơn hà. Xin cầu cho con cháu noi gương sáng cha ông, đức tin quyết bảo vệ, đức ái tỏa sáng ra trên quê hương đất Việt, mở rộng nước Chúa Trẻ. Lời chúc của Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị trong lễ phong thánh cho 117 vị từ đạo Việt Nam như vẫn còn vang vọng trong mỗi người chúng ta. Cách riêng những người giáo dân tại miền đất Bùi Chu cũng như tại nơi đền thánh Quần Phương này, cha chúc các con sống xứng đáng với các vị anh hùng từ đạo Việt Nam. Đặc biệt ngày hôm nay khi chúng ta tới hành hương nơi đây để hưởng nhờ ơn toàn xá của năm thánh, cũng như hợp với mọi người giáo dân tại giáo xứ đền thánh Quần Phương này qua những phiên trầu lượt để tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể, ước mong những giờ phút cầu nguyện bên Chúa Giêsu Thánh Thể, chính Chúa Giêsu sẽ là sức mạnh cho mỗi người chúng ta, để chúng ta có thể sống đức tin một cách kiên cường hào hùng như cha ông chúng ta, đồng thời cũng biết lan tỏa đức bác ái yêu thương trong cuộc sống phục vụ của mỗi người chúng ta. Nhờ những hồng ân của năm thánh kéo dài suốt hơn 5 tháng qua, cũng như phép lành và ơn toàn xá trong thánh lễ bế mạc năm thánh ngày hôm nay, xin vì lời truyền cầu của tất cả các thánh từ đạo Việt Nam cũng như rất nhiều những chính nhân anh hùng từ đạo trên quê hương chúng ta, xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta, gìn giữ chúng ta trong tình yêu của Chúa và giúp chúng ta luôn kiên vững trung thành trong cuộc sống của người Công giáo Việt Nam chúng ta.